Bà xã, em nói là gia đình ta không có chút tiền tiết kiệm nào à? Vâng, trong gia đình mình có rất nhiều anh chị em. Trong một số người có gia đình, thực ra em là người nghèo nhất. Nếu không được lì xì đầu năm, em chẳng có cái nhịn nào cả. Ngoài ba mẹ thì gia đình chị cả là giàu nhất. Ô, bác Tùng này, hãy tiếp tục thu thập thực phẩm. Bây giờ những thương gia đó coi thường tôi. Sớm hay muộn chúng cũng sẽ quỳ xuống và gọi tôi là bố. Cậu chủ nè, chúng ta có quá đáng không? Mua vào 30 đô bán 3.000 đô. Giá tăng rồi nhỉ? Bác hãy tiếp tục thu thập thóc. Càng nhiều càng tốt bác Tùng ạ. Nếu chồng tôi bảo đi thu thập thóc thì bác hãy đi. Hết tiền thì đến tìm tôi. Chúng ta sẽ về nhà bố mẹ tôi để bầu thêm. Tiểu thư nhà mình có hiếu với trai quá. Đúng là vãi cả trưởng. Thứ bảy, chủ nhật, hiếu thứ hai, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Ngô Kiến Huy và những người khác. Hơn 100.000 binh lính và ngựa dưới quyền chỉ huy. Dưới sự dẫn dắt của Quang Trung, quân đội được chia thành 6 nhóm để tấn công quân Thổ. Cuộc chiến tiêu diệt quân Đông Thổ. Khi trời mưa to, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Bệ hạ, sao không giải ngân quốc khố? Gạo thì sắp hết tiền thì còn đéo đâu mà giải? Nếu thực sự có lũ lụt, triều đình sẽ không có lương thực để cứu trợ. Tất cả lương thực đã được sử dụng cho cuộc chiến này. Ta có thể đi vay tín dụng đen tiếp. Nhưng chúng ta vẫn chưa trả lại hơn 500.000 đô mà chúng ta nợ trước đây. Bệ hạ hiện nợ ngân khố 800.000 đô. Kho bạc quốc gia nghèo đến thế là cùng. Thưa bệ hạ, tôi sẽ nói cho ngài. Khi một con chuột vào kho bạc, nó phải rời đi với vẻ mặt ghê tởm. Nếu không thì, bệ hạ vẫn còn một ít tiền trong kho bạc. Tại sao ngài không kết hợp với những doanh nhân khác? Giá thực phẩm xung quanh thị trấn Trường An như thế nào? Tăng khoảng 100 lần, thần không dám hành động. Nếu chúng ta thu thập ngũ cốc, giá thực phẩm đang tăng nhanh hơn. Khi đó chúng ta vừa thu được rất nhiều tiền và trả hết nợ. Mọi người sẽ lợi dụng tình cảnh này để lao vào đầu cơ. Khi đó chúng ta sẽ xã hàng lên đầu họ. Ô, thưa ngài, ngài chờ ở đây. Tôi sẽ thông báo cho chủ tôi ngay. Đừng lo lắng, tôi sẽ hỏi bạn. Bạn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bất động sản. Mấy năm vừa qua chủ tôi lùa rất nhiều gà. Có rất nhiều tiền. Tôi đã ước tính sơ bộ ngày hôm qua. Có khoảng 60.000 đến 70.000 đô la. Huân Nhi bây giờ giàu có như vậy sao? Bạn không tôn trọng tôi khi bạn có tiền sao? Nó còn xem tôi là người nhà không? Anh Lý, xin hãy kiên nhẫn và đừng nóng vội. Chúng ta hãy nhìn vào tình hình. Cái gì của anh ấy là của ngài. Xin lỗi, đừng để chúng tôi đợi thêm nữa. Tôi sẽ nói rõ những gì tôi sẽ làm cho anh ấy. Đó là sự thật, ta xin chắc chắn. Nó không giống như chúng ta đã cướp nó. Trước tiên hãy đi báo lại. Nếu con rể của ta đang làm giàu trong cơn quốc nạn thì sao? Ta chỉ cần một lời giải thích. Chuẩn rồi, nổi tiếng là báo thủ mà. Bố vợ yêu dấu, đã lâu không gặp ngài, tôi nhớ ngài nhiều lắm. Con rể thân mến, con đoán đúng thật đấy. Ta đã thông báo cho cả triều về sự biến đổi của dòng đất. Tin từ nội bộ người nhà, trong cung điện sẽ rung chuyển. Những gì Lý Xuân Phong dự đoán cũng giống như con dự đoán, tất cả đều đúng. Ta cũng đã sử dụng các biện pháp cứu trợ thiên tai mà con đề cập. Sau đó, bệ hạ phái người đến Bình Dương. Có làm thì phải có ăn chứ ạ. Ngươi là con rể của ta, đây là những gì ngươi nên làm. Ngươi muốn phần thưởng gì? Bố vợ này, những gì triều đình làm thật là vô lý. Dù điều gì xảy ra trong tương lai, đừng kiếm tiền từ vụ này. Ngài vẫn muốn mạo hiểm hay sao? Nguy cơ bị đu đỉnh à? Thật buồn cười. Ai cũng dễ dàng kiếm được lời. Điều đó không đúng, đó chỉ là dối trá và lừa dối. Thị trường đâu có khốn nạn như ngươi nói phải không? Minh Nhà, gần đây nghe nói bạn đã tích trữ rất nhiều lương thực. Chú Phương, vui tính quá. Tôi chắc chắn lúc đó tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Ngài tin không? Tuyệt đối không làm giàu cho tư bản. Lão Phương, gia đình ngươi có bao nhiêu tiền? Đi về mang hết ra đây. Chúng ta hãy thu thập ngũ cốc cùng với nó. Công tử, ngài vẫn đang thu thập lương thực à? Giá cả ở Sài Gòn rất cao, 5.000 đô cho mỗi bao. Tại sao giá lại cao như vậy? Ai sẽ không thể có được thức ăn? Vì vậy tôi không có ý định tiếp tục thu thập thực phẩm. Có giá rồi, bán được không? Xung quanh có một đàn chó, kho thóc của các gia đình lớn gần như sắp chạm đáy. Các thương gia cuối cùng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhà cùi có một tay sai, đạo giáo chân chính và giả dối đến đường gia trang. Chào anh Minh, anh khỏe không? Anh Minh không định cho tôi vào ngồi sao? Tôi thực sự không rảnh. Ông Minh, tôi đến đây để thảo luận về một công việc kinh doanh lớn với ông. Thỏa thuận gì? Hiện tại đang thiếu lương thực. Tôi muốn mua đồ ăn của bạn với giá 700 đô. Anh thấy như thế nào? 540 ký được thu thập, bán cho bạn 700 đô. Thế thì tôi có cái nhị tà. Đó là trường hợp. Vậy thì đừng nói chuyện ai sẽ phải chịu lỗ. Thế này nhé. Làm thế nào để về 650 đô? Anh đưa ra giá cho mẹ anh bán hả? Anh Minh ơi, anh muốn bán bao nhiêu thì vui lòng cho biết. Bạn có biết tôi là ai? Tôi đến từ gia đình kinh óc giáp. Bạn có đủ khả năng để xúc phạm tôi? Đừng khiến bản thân trở nên rắc rối khi đến lúc bạn không kiếm được. Tôi đến đây để thảo luận vấn đề này với bạn à? Muốn bán cũng phải bán, dù không muốn bán cũng phải bán. Gia đình Đường Minh, bạn có đủ khả năng không? Khoảng 10.500 đô thì sao? Bạn đang mơ à? Đồ ăn trên thị trường hiện nay chỉ có giá 1.100 đô. Bạn cũng biết giá thị trường. Nếu bạn biết giá thị trường, sao bạn đưa ra 650 đô? Hay tôi chỉ đang đùa giỡn thôi?
Tôi có thể đến đường gia trang của bạn để cho bạn thể diện. Đừng có vô liêm sỉ như vậy. Tôi sẽ để lại tiền của mình ở đây ngày hôm nay. Tôi muốn đồ ăn của bạn. Cho dù thiên vương đến, ta cũng không thể cứu ngươi. Tôi sẽ để lại tiền của tôi ở đây ngày hôm nay. Tôi muốn đồ ăn của bạn. Cho dù thiên vương đến, ta cũng không thể cứu ngươi. Bạn đang cố gắng thể hiện với tôi phải không? Thằng danh con, bạn dám đánh tôi. Tại sao tôi không dám đánh bạn? Minh, mày đợi tao nhé. Tao sẽ quay lại. Lúc đó mày sẽ đéo còn răng nghe con. Đúng như tôi đã đoán, quá nhiều ngũ cốc, ai đó sẽ tấn công tôi. Bước tiếp theo là nhờ vào bố mẹ vợ. Mày bớt nổ dùng tao cái nhóc ác ơi. Chị ơi, đây có phải là nhà con rể chị nhắc đến không? Vâng, tôi thực sự đã tìm thấy nó. Nó đã kết hôn rồi. Ừ chị ơi, hãy nghe tôi kể này. Ban đầu chúng nó không hề biết nhau. Chúng nó là bạn của bạn. Rồi chúng nó yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên vì công việc kinh doanh của anh Minh. Chị em phải như thế này. Đừng lo lắng, nó sẽ không bị lộ đâu. Nhà Đường thật vinh dự khi có được người cháu gái như con. Ha ha ha, đây là cháu gái lớn và mẹ thứ tư. Gọi gì? Người còn tươi ngon quá đi chứ. Loại trà này có thể sản xuất hàng loạt được không? Hiện không có sẵn. Hãy dành thời gian rủ vợ đi trăng mật thường xuyên hơn. Nếu cậu cần gì thì cứ nói với dì. Mối quan hệ của dì tôi ở Bắc Kinh khá tốt. Được rồi dì Xuân. Tôi không tin những gì bố mẹ vợ nói. Nhưng cháu gái cả và Xuân là em họ của hoàng hậu. Thế hệ vàng có trời non thịnh vượng. Như người ta thường nói, nó giống như việc nhổ nước bọt và đóng đinh. Thật tuyệt vời. Cục sổ số hơ lơ chỉ bán được 800 xu trong 7 ngày kể từ khi mở cửa. Điều này có thể giải quyết như thế nào? Mọi người chỉ mua một số vì sở thích của họ. Không thể được. Tuyệt đối không thể được. Di Xuân kể lại nói chi tiết. Sau khi đi qua và liên kết hoạt động khác nhau, Đường Minh đã phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Di ơi, chúng ta cần phải tự mình trả một số tiền. Số tiền thưởng ban đầu. Ai sẽ đến đánh bạc mà không có tiền? Và người chơi mới không thể mua vé số mà không kiếm được tiền ngay khi vào cửa. Bạn phải làm gương về việc kiếm tiền phải không? Ý bạn là ai đó phải trúng sổ số. Hãy để mọi người thấy số tiền thực tế của giải thưởng. Hãy để nhiều người mua hàng lần thứ hai hơn phải không? Chuẩn rồi đó. Chắc hẳn sẽ phô trương nhất thành phố Trường An. Tổng giải thưởng ban đầu phải ít nhất là 4 triệu. Phải. Vâng, đề nghị của tôi là chỉ cần đặt số tiền ban đầu của nhóm giải thưởng là 600 xu, một nửa phần thắng là 300 giây. Nếu nó vượt quá 300 giây, bên kia đã mua cho chúng tôi tất cả bảng xếp hạng. Chúng ta sẽ mất tiền. Chỉ cần tìm sang Huy phô trương nhất ở thành phố Trường An để anh ta trúng giải độc đắc có đúng không? Người đúng có phong độ nhất sẽ giành được giải độc đắc, sẽ công khai miễn phí cho văn phòng sổ số. Vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ phát hành một số giải thưởng lớn cứ sau vài kỳ. Giảm dần. Nếm thử vị ngọt, chỉ khi đó sẽ có nhiều người tiếp tục mua. Kinh vãi, tôi đã nghĩ vậy. Bạn phân tích, thời gian chiến thắng ban đầu, mỗi nửa tháng một lần, sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta tự đặt tại cửa hàng. Sau đó mỗi tháng một lần trong 3 tháng tới, nhiều giải thưởng nhỏ liên tục. Đúng rồi dì Cao Minh, tại văn phòng sổ số, tôi đã nhờ hoàng hậu tự mình mang tấm bảng. Vì vậy, 20% cổ phần được bạn và tôi mỗi người chiếm 20% còn lại. 20% còn lại tạm thời dành để dự phòng. Nếu người khác muốn đầu tư, sau đó theo giá trị thị trường của văn phòng sổ số ở các thời kỳ khác nhau. Sử dụng 20% cổ phần làm tiền mặt. Ôi chúa ơi, đây có phải là cổ đông phiên si huyền thoại sớm nhất? Cháu gái cả và tư duy kinh doanh của Xuân quá tiến bộ phải không? Có gì đó không ổn trong việc chia cổ phần của dì tôi? Bạn có nghĩ nó bị thiếu không? Có phải như thế không? Bố và mẹ vợ tôi cũng đóng góp rất nhiều. Họ nên có một phần cổ phần. Thế còn văn phòng sổ số và văn phòng đằng sau nó thì sao? Trao cho họ 10% cổ phần. Bạn nghĩ sao? Không vấn đề. Ba người nhanh chóng ký tên. Vấn đề giữa cục sổ số cuối cùng đã được giải quyết. Khi mẹ vợ bạn và tôi đến, tôi đã thấy ai đó rời khỏi làng của bạn với cái đầu đầy máu và cái đầu bạn đã tranh cãi với người khác. Đúng vậy, chủ tịch phòng thương mại thôi thấy tôi tích chưa quá nhiều ngủ đến chỗ tôi để tống tiền đồ ăn. Tôi đã bị đánh. Tôi đoán tôi sẽ không để nó đi. Lương thực tôi tích trữ để bốc vợ kháng chiến, không vì lợi nhuận. Vì thế đừng nói nó đúng hay sai. Cho dù có người tề thiên đại thánh đến, đừng nghĩ đến việc lấy một hạt thóc khỏi tay tôi. Tôi quen thuộc với tất cả các quý tộc và quý tộc của thành phố Trường An. Bạn có muốn tôi giúp bạn tuyển một số quân để trông nhà? Triều đình còn cho phép đại địa chủ giam giữ binh lính sao? Bố trí không phải là quân đội riêng. Hàng năm có một số cựu chiến binh nghỉ hưu sau chiến tranh. Họ sẽ chỉ chiến đấu trong cuộc sống của họ, không thể làm gì khác. Vì vậy những người đàn ông đáng kính đó đã giữ họ. Tất cả đều được coi là nghỉ hưu. Và cách bố trí chủ yếu là ở nhà của các chỉ huy quân sự. Hầu hết họ đều là cận vệ riêng của những vị tướng đó. Không cần nhiều ạ. 10 người là đủ. Tâm hồn của mình thật tốt. Người lính của anh cũng có tâm hồn. Nếu không kết hôn, bạn sẽ mất đi tâm hồn. Bạn không sợ gặp rắc rối à? Phát nổi tiếng là trùm bảo kê. Tôi cảm thấy có lỗi vì anh ấy từ chối kết hôn. Tệ nhất là hãy mắng tôi. Người thực sự cần trả thù là chơi song rong. Tôi đang tạo cho mình một chút an toàn. Anh Minh, nếu bạn không sợ gặp rắc rối, ngày mai dì sẽ chào gia đình Trang. Hãy để người giúp việc thông báo cho bạn khi thời gian đến. Dì Xuân nói đúng. Dì ơi, cháu còn có chuyện muốn phiền dì nói với dì. Lỡ như người họ Ngũ và Tề Vương tới lấy đồ ăn thì sao? Đập chúng nó. Bạn luôn phải cho tôi một số hướng dẫn, nếu không tôi sẽ không cảm thấy an toàn. Cậu còn cần tôi bảo vệ cậu nữa không? Dì có ý gì? Anh Minh không hiểu.
Trung Su có mối hận thù với Vu Han. Trung Su dám cống bạn đến cùng. Hận thù gì? Liệu Trung Su và Vu Han có thể chiến đấu đến cùng? Những năm đầu thành lập nhà Đường, Bệ Hạ và Trình Chí Kiệt đã đánh với Hạng Kiến Đức thức ăn và cỏ cạn kiệt. Trung Su đến nhà bố vợ Duy ở Sài Gòn để mượn đồ ăn. Chưa kể đồ ăn cũng không được mượn. Anh cũng bị bố vợ đuổi ra khỏi Sâu Kim. Nhưng bây giờ Trung Su đang chiến đấu ở nước ngoài. Nước xa không thể làm dịu cơn khát gần. Trung Son và Trung Lu không có ở đây. Nhưng con trai thứ hai của ông là Trung Tiền đang ở đây. Nó đã hoàn toàn kế thừa di sản của Trung Su. Xem năm họ mong đợi. Đôi mắt đang tỏa sáng. Tôi là người tốt và sẽ làm đến cùng. Nhưng bạn không thể chọn nó. Tôi đã trao Trung Tiền trước đây. Chỉ cần nói bạn là cháu trai của tôi, Trung Tiền sẽ kết bạn với bạn. Cảm ơn sự giúp đỡ của gì dành cho anh Minh. Trước đây bạn đã nói rằng bạn muốn trao cho bố vợ một chức vụ chính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố vợ bạn là hoàng đế, người giàu nhất ở thời Đường. Người ta nói, dù bố vợ tôi có rất nhiều tiền, nhưng tôi luôn bị gia đình bắt nạt. Tôi là con rể, bạn không thể mang theo một con dao để giúp anh ta giết người. Nhưng với trữ lượng ngũ cốc hiện tại ở Đường, tặng chức danh chính thức cho bố chồng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.